Chào các bạn trở lại với video tiếp theo của KNFit Củ Chi. Hôm nay mình nhận được con Sony nha các bạn, Sony SVF15. Thì ở cái dòng này là mình nhận lại của kỹ thuật nha các bạn. Hiện trạng của cái máy này cũng là một cái ban cơ bản nha các bạn, là máy khởi động chậm, mới khởi động rất là lâu mới lên hình nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cho các bạn xem hiện tượng của máy nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn cho các bạn xem. Máy khởi động khá lâu nha các bạn. Rồi bây giờ để cho mình cho các bạn xem cái đồng hồ vòng để mình xác định nó sẽ chính xác hơn nha các bạn. Đó. Khởi động khá lâu. Rồi bây giờ mình sẽ cắm vào cái máy cấp dòng sử dụng cái đồng hồ VOM nha các bạn. Rồi bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ của mình. Rồi, bây giờ các bạn quan sát cái đồng hồ. Mình cắm nguồn, mình kích nguồn nha các bạn. Rồi. Rồi các bạn thấy, bây giờ mình sẽ kích nguồn nha các bạn. Đây, các bạn quan sát là dòng đã nhảy rồi nha các bạn. Khá lâu. Khá lâu nha các bạn. Tầm khoảng 10 giây, mười mấy giây mới lên hình. Bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ chép BIOS LiMi nha các bạn. BIOS LiMi cho cái dòng Sony SVF15. Rồi, bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành chép BIOS LiMi cho con laptop Sony này nha các bạn. Mời các bạn theo dõi tiếp. Rồi, sau khi mình tháo máy ra nha các bạn. Thì đây, bắt đầu mình sẽ tiến hành mình xử lý con BIOS này nha các bạn. Đây là con BIOS này đã do kỹ thuật nó chép rồi nha các bạn. Bây giờ mình sẽ chép file BIOS LiMi vào, xem máy có xuất hình nhanh hay không nha các bạn. Đây là con SVF15, mã main là DAHKD AMB6A0 review A nha các bạn. Rồi bây giờ bắt đầu mình sẽ tiến hành, mình sẽ tháo con BIOS này ra và bắt đầu mình sẽ chép file BIOS LiMi vào nha các bạn. Và cho các bạn xem là máy có xuất hình nhanh không nhé các bạn.
Rồi, bây giờ mình sẽ chép file BIOS DMI vào con BIOS này nha các bạn. Đó, mình sẽ chép vào con BIOS này. Cái cách làm thì mình không cần giới thiệu nữa nhé các bạn. Mình sẽ đi thẳng vào cái file BIOS luôn. Thì mình sẽ chia sẻ cái file BIOS này lên trên video nha các bạn và trên web của mình. Đó, thì các bạn cần các bạn xài nha các bạn, sử dụng. Rồi bắt đầu mình sẽ tiến hành chép, xong mình sẽ gắn vào và mình xem máy có xuất hình nhanh không nha các bạn. Rồi sau khi mình chép xong con BIOS LiMi vào nha các bạn, bây giờ mình sẽ gắn vào và mình sẽ test cho các bạn xem máy có lên hình nhanh hay không nha các bạn. Rồi bắt đầu mình sẽ gắn sơ cái vỏ vào nha các bạn. Rồi mình cũng để cái đồng hồ dòng đây nha các bạn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng và màn hình xem máy có xuất hình không nhanh không nha các bạn. Rồi như vậy là máy đã xuất hình nhanh nha các bạn. Đó, máy đã ăn dòng và đã xuất hình rất là nhanh. Như vậy là mình đã vừa fix được cái ban xuất hình chậm của con Sony SVF15 nha các bạn. Rồi bây giờ mình sẽ tắt và mình sẽ mở lại cho các bạn xem một lần nữa. Các bạn quan sát cái đồng hồ VOM của mình nha các bạn. Rồi mình sẽ rút nguồn ra. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ cắm nguồn này nha các bạn. Rồi đó, máy đang dòng. Rồi bây giờ mình sẽ kích nguồn. Rồi các bạn quan sát cái đồng hồ dòng và màn hình nha các bạn. Rồi mình kích nguồn rồi nha các bạn. Rồi máy lên hình rất là nhanh nha các bạn. Trong vòng khoảng 1-2 giây là máy đã xuất hình. Rồi video mình xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp lại các bạn vào video tiếp theo. Chào các bạn.